Bây giờ chúng ta tiến hành là huấn luyện mô hình để tính toán giá nhà trong khu vực. Cái mục trước chúng ta đã lọc dữ liệu rồi. Tạo mô hình này, đưa huấn luyện này, cho sự mô hình dự đoán. Thì chúng ta sẽ có cái thang rồi không? Chúng ta có cái link data rồi. Sẽ thêm cái bộ phận này. Rồi. Lấy thêm dữ liệu vào driver rồi đó. Collab store đầu tiên cơ bản phải làm trước cái này ạ, cái thằng nhỉ, cái thằng làm xong thằng này đã. Hãy qua nó thành rồi, thực hành được quyết sinh rồi, có cái list này, có cái clean data này, ta sẽ vào đây. Tôi sẽ tất làm cái bài đầu tiên rồi, cái bài có vẻ xe luôn cái phần clean data. CD thực hành. Thực hành, sau đó quyết sinh, sau đó tiếp theo là practice. Mình cả lọc. Copy part đây thế thì chia sẻ cái file này còn dùng cái này rồi cất tủ lại cộng với cái đây chia sẻ cái đường link lên đây đã có một rồi chia sẻ cái một cái đường link này file share share link data link xong ta sẽ có như này cái file đó có file rồi này không đổ vào rồi rồi. Bây giờ sẽ phải chia thành hai phần, phần để cho huấn luyện và phần để cho kiểm định, thường là 70-30. XY như này. Đã, try là cục ấy cái cột bỏ cột try này. Đây là thằng x bằng df với cái này, bỏ cột try ở đây. Bỏ hết try ra khỏi cái này. Còn y là prime. Tiếp theo ta phải chia thì cái này để chia ra là cái state tức là cho cái gọi cái ngẫu nhiên của nó là 51 này. Chia test size là 8%. Ta lấy này. 80 không? Đây là scaling dần dần dần. Nếu mà cái thử tính là cân bằng chưa có đấy, máy sinh sẽ có xuống là cho số lớn hơn, cao hơn. Nó có gì? Cái vết sinh từ xử lý ra sẽ là thu cái nhỏ hàng này từ cái dạng rất là to thu nhỏ lại để cho nó từ 0 đến 1. Nên là phải scale này, fit để nó tìm mô hình phù hợp, nó mới transform nó. Thì nó sẽ lấy nhỏ lại. Là chuyển hóa này. Exchange Exchange rồi chúng ta mô hình tính tính tại ở cái nhận lasso risk này. Nhưng trước nói risk là điện đó là có nhu cầu cho cái việc mà nào. Risk để đo là nó thu nhỏ cái tổng số lại và min square sẽ biết thì lasso nhỉ lasso regression đây sử dụng một cái này sinh là dữ liệu thiên đến một cái trung tâm ở đó trung bình kéo hiệu ứng trung bình
Đây sẽ tăng cái khả năng mô hình thưa ít thông số hơn. Xem nó có cái gì. Nếu mà không có chuẩn hóa ấy, thì chúng ta sẽ đọc từ gọi là này regression có 7 kiểu hồi quy tác phẩm Lasso, tức là trung bình tác phẩm quá lớn thì giải quyết ở xu hướng là quá overfit của mô hình, tức là 10 biến đã có thể overfit rồi, quá overfit rồi, quá lớn để thách thức những sự tính toán của máy tính, nó lớn quá không được, hàng tỷ cái thuộc tính không được. Lát số ít có thể là hướng một cái mục tiêu chung và thừa kế những thuộc tính trong trường hợp khác nhau đâu. Lasso hồi bắt là một cách để regression, đây kỹ thuật regression để chuẩn hóa gì đó, nó sử dụng phương thức là hồi quy cho các kỹ thuật tính toán chính xác. Cái này để giảm thiểu shrinkable là để khi dữ liệu được thu về hướng trung tâm như là trung bình. Lasso sẽ anh có xem về mô hình dùng cho những mô hình đơn giản thưa và có ít tính. Kỹ thuật chuẩn hóa nào tính có như này, tiến hành L2 đây, ví dụ là thêm cái tương penalty bằng square là bình phương độ lớn của độ tương tương quan tối thiểu hóa cái lasso objection nên với sum of square coefficient lasso. Net square objective tức là cái tối thiểu của cái này không cụ thể hết rồi. Mô hình với kép hết bằng argument max and min cộng với kép này các bạn ơi, giảm cái tổng số mẫu rồi brick hệ RME bằng căn của mean square root cái trung bình lỗi của giữa thằng lấy thằng y test trừ đi y predict nhau trừ đi hàng này trừ hàng này lấy tổng trung lấy bình thường lên lấy tổng của chúng nó khai ăn ra là cái thường nghe. Sau đó ta sẽ huấn luyện mình này sau đó ta sẽ tính square này, tính lỗi này, fit này, L score bằng L score này, test y test thì bao nhiêu, score này, còn thằng lỗi thì sẽ là test trên the predict the test, có lệch không? Lasso, lasso nữa không? Người mẹ này, cũng thế, 88, lasso bằng grid thì sao? Thế thì mình sẽ cũng thế, tức là cái kết quả thì ghi điểm như nhau, score đây. Mô hình biến tính LR score tức là cái line regress score thì scalen score gọi gì mô hình này score
câu hỏi gì là trả về hệ số tương có xác định của cái câu phải để đảm bảo ấy. Score này đây. Đây, từ 1 UNV U là tổng của các này mũ 2, còn thằng này là V là tổng các bình phương XU, XU min à, đây chung đây là độ lệch chuẩn này, chuẩn này 1 trừ đi phương sai này, tổng phương sai, phương sai tốt nhất là 1, nếu best score là 1 âm. Thứ nhất là 1, thằng này nhiêu? Thằng này là này là phần 1 đây, nó gần chính xác luôn, gần chính xác rồi, 95% là được rồi. Rồi ME lệch của so với thằng này 87 Rich, Rich gì đây? That show score exchange risk á, risk score risk à, risk cái cái này cái gì nhỉ, lasso score hiện tại lớn hơn nó chỉ ra là cái dựa lớn hơn thôi, còn SVMM support vector machine thì nó có gì, SVR rồi SVR gì nhỉ, support vector regression hồi quy các có thể hỗ trợ SVR tức là support vector regression, ta sẽ hồi quy nó fit thế này, score thế này, độ chính xác của nó là 0.71, còn cái độ lệch của này lớn này, lớn. Random forest thì ta sẽ hồi quy rest và fit thằng này, hồi thằng này chính xác hơn này, độ lệch của lớn này, chính xác này, nhưng độ lệch của lớn. Test mô hình để kiểm tra, ta sẽ có đây, như nào? Predict house này, mô hình này, path button ni to square rồi x không bằng bát này, cái gì nhỉ, variety bằng little mu variety đây, cái này so sánh hai chuỗi nhỏ với nó bút sai này, này thành này nhất đó một x tám zero nên x column area cộng area time area này, nghĩ có này hoàn toàn luôn này, how fry này. Thank you.
cốt này hơi vẩn này, ý của gì đấy? Rồi không phải, nhiều đấy, ta hỏi tiếp. Tiếp theo là quan tâm những tiếp theo. Nếu R time R i x column thì NP là 0, 0. E là index. Hay là gì? Mô hình. Hay sao đến này? X column. Bác là con gì? Area time in area. Thế rằng cái này không được dùng. Con này chả động quái. Chẳng có tổng điều không? Tổng điều không vậy? SC transform SC là cái nào? SC là cái thằng nào vậy? SC C thằng nào đây? SC thằng nào nhỉ? Scalar scale đưa về chung cái kiểu đó đó. Quá là scale nhỉ. Biến hình là một này, mô hình predict là không. Nó quá giống. X này, là bắt gì đó. Nó quá nhỉ. Rồi ạ. Nào, lưu mô hình này. Job list ta sẽ lưu hình như này. Rồi load mô hình lên này. Thật predict house price. Em đã lo. Thì thằng F đấy là gì? Ở đây, mô hình của RDF đây. RFR đây mô hình này và lưu hình vào cho có thể xong nó sẽ lưu hình lại đốt lên trên hình thường nữa rồi đề ra câu hỏi này là tại sao phần này gọi là cốt ngật này là bây giờ làm sao nó dùng gì. Và tiếp theo là thôi thôi mỗi bài một câu hỏi gì cũng thể và đây thì risk không gì cả đúng không? Rồi 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 không gì. Được rồi xong.